Nhạc khúc gỗ mục nát về làm củi, không ngờ đó là gỗ hóa thạch từ hàng triệu năm trước. Trên đường đi nhặt củi, chàng trai tình cờ nhặt được một khúc gỗ mục nát mang về nhà. Không ngờ khúc gỗ này không hề tầm thường như nhiều người nghĩ. Chàng trai cùng bạn bè kéo nhau lên rừng đốn củi, đột nhiên nhìn thấy một khúc gỗ mục nát nhìn khá lạ mắt nên mang về nhà. Ban đầu anh nghĩ đó là một khúc gỗ bình thường, định toan chặt đôi để làm củi. Thế nhưng khi xem kỹ, anh mới thấy kỳ lạ bởi nước gỗ đã xám xịt màu thời gian. Những dăm gỗ trên bề mặt đều và phát sáng lấp lánh. Anh thấy có dấu hiệu lạ nên lấy nước dội rửa sạch khúc gỗ thì phát hiện ra đá cuội màu xanh ngọc bích phía bên trong. Sau khi đi dò hỏi khắp nơi, chàng trai quá đỗi vui mừng khi biết khúc gỗ này trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây là một loài thực vật quý hiếm, số lượng rất thưa thớt, thường xuất hiện ở ven các con sông. Hóa ra, đây là một loại gỗ hóa thạch có nguồn gốc từ những cây rừng nguyên sinh sau tác động của một trận phun trào của núi lửa. Những thân gỗ này đã bị chôn vùi trong nham thạch hàng triệu năm và dần biến thành đá. Trong giai đoạn tạo ra đá trầm tích, ở một số điều kiện mà ở đó, gỗ của các cây đã chết bị phân hủy không hoàn toàn. Do đó, nhiều người vẫn lầm tưởng đó là khúc gỗ mục nát vô giá trị. Gỗ hóa thạch có màu xanh ngọc hoặc nâu xám, đôi khi còn xuất hiện những họa tiết thứ cấp trông giống như đường phân chia trên bề mặt của ngọc bích. Thân gỗ hóa thạch bé được dùng để chế tạo ra đồ trang sức do từ trường mạnh, giá thấp, kết cấu tự nhiên, mộc mạc và cổ xưa, thuần khiết, tốt nhất có thể dùng làm bùa hộ mệnh. Được biết, khúc gỗ này được ngâm trong nước có thành phần silic oxide. Các tế bào của thạch tủy hoặc thạch anh lòng trắng trứng sẽ được dùng để thay thế cho những tế bào gỗ. Thế nên, mặc dù phía ngoài vẫn còn hình dáng là cây gỗ, nhưng thật sự nó đã hóa thạch 100%. Những nhà thần học ở phương Tây nói rằng, nguồn gốc là một thân gỗ mục nát, sau khi trải qua thời gian bị thạch anh thay thế, lại hóa thành một loại đá quý. Vì vậy mà gỗ hóa thạch có tính chất từ trường vững vàng, trường thọ và vĩnh cửu. Lũy húi thò tay vào hang thỏ, hốt hoảng lôi ra đầy lựu đạn, mà không ngờ sau một đêm đã phát tài vì thứ bên trong. Thoạt nhìn, những hố đất này trông giống như những hang thỏ bình thường. Ít ai ngờ rằng, trong đó ẩn chứa một bí mật động trời. Một người đàn ông sống tại vùng núi Tây Sông Bản Nạp ở cực Nam, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vốn là một tiểu phu có sở thích tìm kiếm vật cổ tại những địa danh nổi tiếng. Mới đây, ông lên rừng kiếm củi thì gặp cơn mưa và vào một bụi cây trú mưa thì phát hiện một hang nhỏ nằm sâu dưới mặt đất. Cứ ngỡ rằng đó chỉ là hang thỏ bình thường. Nào ngờ khi thọc tay sâu xuống, ông bỗng thấy có cảm giác lạ. Vội lấy sẻng đào lên thì phát hiện những vật thể có hình dạng giống như quả lựu đạn. Ban đầu, ông cũng thấy sợ khi tưởng ra toàn bộ số cổ vật mình đào được là một lượng lớn lựu đạn. Nhưng sau khi mang về đem khoe cho cả làng, ông mới nhận ra đây chính là kho báu quý hiếm. Theo bước đầu quan sát, các chuyên gia thẩm định cho rằng những vật thể hình quả bom này có từ thời chiến quốc. Ông cũng tham khảo các chuyên gia đấu giá về những báu vật này. Theo đó, giá trị của kho báu nhỏ bé này có thể lên đến 20 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 700 triệu đồng. Đây là một gia tài quý giá đối với người đàn ông này. Nó giúp ông có thể xây dựng một ngôi nhà khang trang hơn so với dự tính ban đầu của mình. Theo lương y đa khoa Trần Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Đông y huyện Yên Thế, Bắc Giang, quả na rừng là loại quả thường mọc ở những khu vực có khí hậu lạnh ở các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Cạn. Cây thân leo mọc cùng những cây sống lâu năm trong rừng. Thông thường thân cây có thể vươn leo lên 15-20 mét. Một quả na rừng có cân nặng trung bình khoảng 2 kg, có quả nặng đến tận 5 kg. Khi chín, quả sẽ nứt ra, lộ phần bên trong màu đỏ. Thời gian gần đây, nhiều người săn tìm quả na rừng về làm thuốc. Mức giá được đưa ra tương đối cao, dao động từ 120 đến 150.000 đồng một ký. Theo những người săn mua loại này, ruột na trung bình một quả na chỉ có 1/3 là ruột, có thể chữa được bệnh mất ngủ, thiếu máu.
Chính vì giá khá cao nên người dân ở những khu vực này đang tích cực săn tìm quả na rừng về bán. Thông thường mỗi cây na gốc nhỏ có khoảng 5 đến 6 quả, loại thân to có thể lên tới 30-40 quả. Những người dân đi sâu vào rừng tìm được những gốc lớn có thể thu về mấy chục triệu đồng mỗi chuyến. Anh Giang, người dân sống ở khu vực này cho hay. Công việc hái quả na rừng khá nguy hiểm bởi chỉ những cây ở trên vùng đầu nguồn, độ cao trên 600-800 mét mới cho quả to. Đặc biệt, cây có tán lá trung bình 10-20 mét nên phải người trèo giỏi mới hái được. Chưa kể loại quả này thu hút một loại ong rừng, người nào bị cắn có thể bị viêm da hơn một tuần mới đỡ. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, nhiều người Trung Quốc sang mua rễ na gốc nhỏ để làm thuốc với giá 200-500 nghìn đồng một ký. Thấy lợi nhuận lớn nên nhiều người dân vào rừng chặt cả những gốc thân to trộn vào để bán kiếm thêm thu nhập. Cũng vì vậy nên loại quả này trở nên khan hiếm. Muốn hái được người dân phải đi vào rừng sâu, thậm chí 2 ngày mỗi người mới hái được vài quả. Với sự săn tìm ráo riết của người dân cùng với việc bán rễ cây với giá cao nhằm thu được lợi nhuận trước mắt đã khiến cho na rừng từ một loại quả quý nay lại phải lâm vào tình trạng hiếm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho giá na rừng ngày một cao ngất ngưỡng. Những hình ảnh ghê rợn của hòn đá mang hình dạng hàng triệu con dung bò ngổ ngang lúc nhúc được chia sẻ gần đây khiến hầu hết người xem giật mình ớn lạnh. Nhìn vào khối đá với những màu sắc nâu xanh lẫn lộn và vô số vân ngang dọc ngoằn ngoèo trên bề mặt, nhiều người không khỏi lầm tưởng về một ổ sinh vật thân mềm kỳ dị. Nếu ai vô tình nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy ghê rợn và chỉ muốn quay mặt bỏ đi cho xong. Thế nhưng nếu làm vậy, người đó sẽ sớm phải tiếc hùi hụi khi biết được giá trị thực sự của loại đá kỳ lạ này. Thực chất, những hòn đá bị nhiều người ghê sợ thuộc loại đá mã não Gobi Montenegro là một trong những loại đá quý rất được săn lùng. Đá mã não Gobi Montenegro được tìm thấy và sản xuất chủ yếu ở rìa sa mạc Taklimakan thuộc khu tự trị của dân tộc Duy Ngô Nhị Tân Cương. Qua hàng triệu năm được mẹ thiên nhiên nhào nặn tạo tác, đá Gobi Montenegro mới có hình dạng độc đáo lạ lùng như vậy. Trái ngược với vẻ ngoài xấu xí và có phần ghê rợn, đá mã não Gobi Montenegro được cho rằng có khả năng hấp thụ năng lượng xấu, chống lại khí độc và bảo vệ người chủ của nó. Hiểu được giá trị tiềm ẩn này, không ít người ao ước sở hữu một hòn đá Gobi Montenegro để có thể giữ bên mình như một lá bùa hộ mệnh. Ở châu Âu, đá Gobi Montenegro đại diện cho sự mạnh khỏe, hưng thịnh và trường thọ. Bên cạnh đó, loại đá mã não này còn được xem như một biểu tượng của hy vọng và tình yêu chân thành. Đặc biệt hơn, những người phụ nữ đeo loại đá tinh xảo này trên người sẽ tạo được phong thái tự tin, khí chất hiền từ và có được vận mệnh hợp với phong thủy trong cuộc đời. Đồng thời, đá mã não Gobi Montenegro còn giúp cải thiện và tăng cường sức khỏe của phái yếu rõ rệt sau một thời gian giữ bên mình. Chính vì vậy, không sai khi nói rằng đá Gobi Montenegro là thần dược không cần uống và có thể thay đổi số mệnh của một người. Ông bà ta nói, trong cái khó ló cái khôn, chẳng sai chút nào. Càng khó khăn thiếu thốn bao nhiêu, các giải pháp đưa ra càng hiệu quả bấy nhiêu. Nếu Israel có thể biến sa mạc thành nông trường hoa quả, thì tại sao bạn lại không thể trồng khoai lang mà chẳng cần đất? Thời gian gần đây, các nông dân thành thị đang sốt rần rần lên vì những dàn khoai lang cực khủng được trồng theo phương pháp thủy canh vốn đã được thử nghiệm thành công ở nhiều nơi. Kỹ thuật này cho ra các chùm khoai rất sai và chắc quả, đồng thời dàn khoai lang sum suê còn có thể giúp không gian nhà phố luôn xanh tươi và mát mẻ. Khoai lang là loại dễ sống và dễ thích nghi với mọi điều kiện khí hậu. Bạn có thể ươm các hom khoai lang bằng cách đặt củ khoai đã xiên các que tăm qua thân trong nước ngập nửa thân và đặt nơi nắng dịu. Sau khoảng một tuần, mầm khoai lang sẽ nhú ra, bạn tách lấy mầm rồi tiếp tục đặt trong dung dịch thủy canh cho đến khi khoai lang phát triển thành dây. Khi khoai lang đã đủ khỏe, bạn đưa chúng lên dàn cao khoảng 3,5m đến 4m. Gốc của cây khoai lang tập trung ở bồn lớn phía dưới trong khi ở trên dàn, quanh vị trí có nhiều chùm rễ ở thân. Và nhánh khoai bạn hãy đặt các chậu hoặc bồn nước nhỏ. Khi cây leo kính dàn cũng là lúc bộ rễ ở các nhánh mọc ra và phát triển, lúc đó bạn đặt những chùm rễ vừa mọc ra vào trong bồn hoặc chậu dung dịch thủy canh có chứa các thành phần vi sinh dinh dưỡng. Bạn có thể sử dụng chậu nhựa, chậu sứ hoặc chậu bằng cao su dẻo để tiện lợi cho việc treo dàn.
Lúc thu hoạch, thay vì phải cắt bỏ thân khoai và cuốc đất đào cũ, một việc mất khá nhiều thời gian và công sức, thì với cách này, bạn chỉ cần hạ bồn và cắt lấy cũ. Không chỉ vậy, bạn vẫn có thể tiếp tục giữ phần thân và tiếp tục ươm rễ, chăm sóc và thu hoạch đợt tiếp theo. Mỗi gốc khoai lang như vậy có tuổi thọ trung bình từ 3 đến 5 năm và cho năng suất cực kỳ ấn tượng lên đến khoảng 1 tấn củ. Với phương pháp trồng thủy canh tiên tiến, rễ cây hấp thụ tối đa dung dịch thủy canh và nước, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển. Do đó, củ khoai chắc và ngọt hơn nhiều. Hơn nữa, sản lượng khoai thu được lại luôn cao hơn phương pháp canh tác thông thường khoảng 40-50%. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!